Hello, xin chào anh chị ha. Thì bên đây Thành Vũ vừa xong hai căn nhà nha anh chị. Hai căn đó nằm trên trục đường thông gần với chợ Bình Chánh nha anh chị. Căn này á gần với chợ Bình Chánh, gần với trục đường 8A5B, gần với lại là ủy ban xã Phước Lý nữa nha. Đó, thuộc Phước Lý, Cần Giuộc, Long An. Và hai căn này thì nằm trong dãy 4 căn nha anh chị. Đã xong hai căn trước rồi, với diện tích ngang 5m, dài là 20 nha anh chị. Đây, phía trước mình có một cái khoảng sân, và mỗi căn là mỗi kiểu khác nhau nha. Mỗi căn mỗi kiểu khác nhau nha anh chị. Đó, nhìn rất là đẹp. Kiểu này thì lạ nha, mẫu mới năm 2024 nha anh chị. Và đây là không gian phòng khách ở trong nhà đây. Một không gian phòng khách đã trang trí rất là ấm cúng cho anh chị luôn rồi. Đó, vách nè ha, vách những con hươu vàng nha. Bên đây á, thì kệ vách tivi, tấm PVC văng đá cho mình rồi nha anh chị. Rồi ở dưới á, thì tủ kệ tivi. Đó, bên trên thì tràn đèn nó phong thạch cao, cửa thì dùng hệ cửa 4 cánh nha anh chị. Và đây lan can cầu thang kính cường lực đây anh chị. Đó, trần lọc cầu thang đá hoa cương trắng đen. Bên đây có kệ hệ tủ cho mình nữa nha anh chị. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có không gian phòng ngủ ngay bên dưới tầng trệt luôn đây nha anh chị ha. Rồi mình còn thêm một cái nữa chính là không gian giếng trời và thêm không gian bếp nha anh chị. Ở đây mình sẽ có một cái không gian giếng trời nên anh chị lấy sáng lấy thoáng cho mình luôn nha anh chị ha. Rồi đây không gian ở phía sau đây thì cũng rộng rãi và thoải mái không kém luôn nha anh chị. Tiếp theo thì mình sẽ có thêm một cái không gian sân phía sau nữa. Đây sân phía sau thì cũng có kết hợp với nhà vệ sinh. Đó. Và giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ lên lầu để khám phá những không gian tiếp theo nha. Đây Thành Vũ đang ở trên lầu nha anh chị ha. Thì đầu tiên á, mình sẽ có không gian phòng ngủ cặp bên và có cửa sổ thông ra ngoài cái cầu thang mình nha anh chị. Tiếp theo nào thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh ở giữa, đặt ở giữa nha anh chị ha. Đây nhà vệ sinh đây thì cũng lắp đặt sẵn dây nước nóng cho mình rồi nha anh chị. Phía sau đây á, thì mình cũng vậy luôn, sẽ có một cái căn phòng ngủ và cũng có nhà vệ sinh ngay bên trong luôn nha anh chị ha. Đây cũng rộng rãi đó. Hệ thống nóng lạnh có câu sẵn rồi nha anh chị ha. Rồi phía trước này thì mình sẽ còn thêm một phòng bự hơn nữa nha anh chị. Rồi phòng này phòng ngủ hoặc phòng thờ đó, phòng này rộng nhất nha anh chị. Ở ngoài thì mình sẽ có một cái ban công. Đây ban công hàng xóm thì cũng có đối diện nha anh chị. Vị trí này á, thì nó gần với quốc lộ 1A nè, gần với trục đường Đinh Đức Thiện nè ha. Đó khá là gần luôn. Anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi số hotline Thành Vũ nha. Rồi bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà này nha. Anh chị ơi, căn nhà của mình ngang 5m nha, dài 20m nha anh chị, với 4 phòng ngủ nha, gần với trục đường Đinh Đức Thiện, gần với lại là 835B, gần quốc lộ 1A, gần với chợ Bình Chánh nha anh chị. Căn này á, với giá tổng là 2 tỷ 650 triệu đã hoàn công cho anh chị luôn, và còn thương lượng nha, trực tiếp chính chủ đó. Anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi số hotline Thành Vũ nha. Và nếu căn nhà này yêu thích thì anh chị nhớ bấm like ủng hộ Thành Vũ nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp.